rồi cái đi ra ngang là cái tài giấy số đó là trúng giấy bão một tài phải không? Rồi vậy là đưa ra vào giấy số xong chung tiền nhanh thôi. Hồi tối cũng mới chung một người đây đó, hồi tối cũng mới chung là một người là giấy bả đây, để bấm số số miền Trung ở đây do cái giấy giờ nó về trễ 396. Qua hôm qua anh mua ở đây nè, đâu hè mua ở đây đúng không? Vậy là còn hơi tờ nữa. Đâu đây 396 nè, 396 rồi, 396 ngày 14 tháng 4 năm 2023. Đâu đó thằng kia mua biểu em đâu giờ lơ đâu mua ở đây đúng không? 396 do hôm qua bấm mua buổi chiều phải không? Hẹn buổi sáng em quay không có số đó. 396 đây. À đây luôn nè. À 396. À tại đây mình đây quý vị, cái đài đây không bãi quận Bình Định phải không? Hồi bữa em chung người ta. Ngày 6 tháng 4 2023. 2023 mà hồi bữa em chưa có quay. Ở bữa mát lòm không có quay nha anh chị, không bãi nè. Đó bây giờ khoan đã, bây giờ chung tiền cho anh đi. Đó. Nè anh chị, ngày 14 ngày 14 tháng 4 2023 đây, 396 tối em cũng quay có một cái video rồi đó. 396 giờ chung tiền cho ảnh. Nhỏ nó đâu em? Đầu chung cho ảnh là cái đó hơi trăm ngàn á. Hơi trăm ngàn là với bả ba con nha. Rồi, hơi trăm ngàn. Đó. Thì ý đó nha. À nhỏ nó đâu ở Trà Tăng nè đâu? Sơn Thành phải không? Sơn Thành xuống anh đi lộn với lại đi ngon qua đây à. Rồi. Đầu giá chung tiền tư cho ảnh rồi, hơi trăm ngàn ngon lành. Đó, thì quay cho quý vị khán giả anh chị mình xem là anh đó, anh trúng về bả đó. Giờ bữa nay mua tài rồi thì cứ mua đi, thấy không? Mua chịu trúng nữa à? Cái dấu nghe, cái dấu mà chịu nó trúng nữa. Ai mua, anh mua cái này được mấy lần rồi? Mua lần đầu mới mua lần đầu mà trúng à? Hay rồi đó, thằng kia mua cái đây em xuống đổi giùm. Dạ. À các ông kia mua lần đầu phải không? Các ông bọn phải không? À rồi à, ông bọn anh tên gì em? Bọn anh tên gì? Còn à, tại nhà ấy ông trong số cầm trong số tên gì? À tên gì á? À vô hồ cũng hay rồi. Mua lần đầu mà trúng ngon rồi. Vậy trúng ngon, trúng da bả, mua lần đầu mà trúng da bả là ngon quá rồi. Chứ thứ gì nè, là con này da bả nè. Ủa cái đàn nếu mà trúng vợ lớn nữa nghe là tiền không? Đâu đâu đi. Hả? Vợ lớn lấy tiền rồi đó. Ở đây luôn. Yên tâm, bộ có trúng ngang là tới đây là trung hết hơi tỷ cũng trung được. Điện đại lý nó đem tiền tới đây luôn. À, đem máy tính tiền tại tính luôn, biết không? Ta đem máy tính tiền tại tính lên xe con rồi trả thùng tiền ta luôn. Rồi trúng hơi tỷ 30 triệu, 15, 10 triệu về có hết. Anh yên tâm nha. Đó. Đứa trúng là tới đây trung ngang ngon hết, chứ không có sợ gì hết. Nha. À. Hôm qua mới đổi hơi tờ nè, để trong cắt trong kia. Mới nay anh không có lộn nè. À, tao để vào cái tờ, mình có cái giấy dầu của mình hồi bữa đó, ông nói xong coi vào thử cái tờ ngày 6 tháng 4 này, 2007 nè. Đây, vào luôn cái đây là, hồi táo chung hơi tờ là 400, giờ hơi trăm nữa là 600, bữa tờ không bả hồi bữa Bình Định nữa là 300. Anh về anh vô kênh YouTube nha, kênh YouTube bán vé số kiếm gỗ nha. Thì 6 tháng 4 không bả. Không bả đúng không? Ngày 6 tháng 4 đây. Không bả đi quý vị anh chị. Bình Định nè. Ngày 6 tháng 4 nè, không bả đào thấy không? Có 100 ngàn thôi, đây không bả nè. Bình Định. Ngày 6 tháng 4. Đó, qua cho anh chị con vợ mình xem. Con, chào quý vị con vợ đây con. Ngày 6 chưa? Để ba mở đi, ba chào quý vị không giỏi con mà xôi với ông, để ba quay phim và ba đưa cái máy điện thoại cho con mượn, đừng có buồn nghe, ba quay sang rồi ba đưa nghe, chứ đâu có nghe sao mà buồn vậy đâu đó. Thì đâu anh coi anh lấy đi đó, mình đang chặt chân quà cho khách hàng luôn nay quý vị anh chị đó, đó không? Em bón chân quà, cánh quà, đu quà, bốn giấy số hả? Hả? Sửa xe đạp điện, thu mua xe đạp điện, thu mua xe đạp điện, sửa xe đạp điện luôn nha chị. À, đậu 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hả? Đây. Thay phụ tùng, thay bình điện, sửa xe điện. Hả?
Nó chẹt chân quà xa tát luôn nha anh chị. Đó, chẹt chân quà. Đó, anh chị nào mà muốn là kinh doanh hòn xa tát chân quà quạt nướng rồi tới em nha anh chị. 0968 634712. Cũng như mình thả lưới vậy. À, thả lưới. Thả lưới vậy. Này. Đó, số điện thoại của em đây anh chị. Mua mỗi tà, mỗi con biết đâu nó chịu năm mà nó ra trong này nó có vô đặc biệt là nó hút bọt luôn. Nào. Sao bạn hơi tại số vô kìa. Cho để gió ba này. Đừng có gấp anh trúng ngang là để thẳng thẳng vô cái bốp ngang, đừng có để gấp gấp ngang. Gấp rồi. À gấp. Nhiều người đi làm nó mua đất. Đúng rồi, đây anh chị. Tại sao nó hư hết thời gian được không? Nó được đã ghi một con đã. Nó ghi một xíu không sâu. Đây quý vị, đây là cũng như thường lệ cái số điện thoại của em, Zalo của em, số tài khoản họ đi băng Vi Ngọc Tài 451-220-527-3226 nha anh chị. Họ em bán ở khu vực đậu 12 Thông An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Đó, hàng ngày em có ai trúng em đưa lên. Đó, em bán với số em đưa lên, anh chị nào có nhu cầu mua hãy Zalo các bạn cho em nha anh chị, để mình mua những tài với số nha anh chị. À, này anh ở Sơn Thành đó anh bọn mua lần anh này mua lần đầu tiên phải không, lần đầu tiên mua với số phải không, còn anh bọn hồi bữa mua cũng lần đầu tiên mua ở đây mà trúng dây bãi nha anh chị. Đó kệ nó, mình đưa lên cho anh chị mà trúng không nhiều nhưng mà nó vui đó, mình có cái thích lệ tinh thần để mình mua nha anh chị. Nếu mà nhiều người mua toàn là nam tờ không anh chị, nam tờ mà nếu nhờ dây bãi cũng được chịu bọt rồi. Thôi video đến đây anh cũng xin tạm dừng. Ủa anh mua máy tàu mà thấy nhiều vậy? Cứ lựa đi. Mua 10 tàu luôn hả? Vậy về ông cho anh 5 tàu, anh lấy 5 tàu đưa cho ông 5 tàu. Có giống rồi, anh lấy 10 tàu đưa cho ông 5 tàu thôi, anh 5 tàu nha. Kêu là đi đậu giùm. Mấy chỗ kia nha. Mời tà là thấu là anh Tam ngon. Đó, đậu cho anh thôi. Chứ không có tính thế mà cũng không có không có lấy tiền đi đậu gì hết. Phải không? Không có lấy tiền đi đậu gì cho anh hết, kệ nó. Đó anh mua 10 tà luôn mà. Ủa, dạ nghe. Tam cho chiều đây. Chiều nay đặc biệt xuống trả thằng em đi biển nghe. Hơi tỷ xuống đây lãnh tiền. Xong đi biển massage giấc khai luôn nghe anh. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Rồi ngon là anh mua 10 tà. 10 tờ là kiếm được 10 mẫu ngon nha anh chị của bớt. Một tờ em lại được ngon mốc đó. Ở Quan Ngãi quê em đó. 10 tờ lại được ngon mốc nha anh chị. Đó. Rồi giờ số trúng thật nha anh chị. Người thật việc thật nha anh chị. Rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ xem video có giá số kênh của em nha anh chị. Cảm ơn quý vị đã xem là ủng hộ đăng ký bấm like. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi em xin chào quý vị những cái video sau. Dạ.